Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là khóa và ấn được những cái ứng dụng quan trọng ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. Mình lấy ví dụ là chúng ta hay cho người khác mượn điện thoại và chúng ta lại không muốn họ truy cập vào những cái ứng dụng mạng xã hội của chúng ta, ví dụ như là Zalo, Facebook hay là Messenger. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là khóa hay là ấn được những cái ứng dụng này, và chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể là biết được là ai đã truy cập vào những cái ứng dụng mà chúng ta đã ấn đi? Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách để chúng ta có thể là khóa và ấn được những cái ứng dụng quan trọng ở trên điện thoại iPhone của chúng ta nha. Mình lấy ví dụ như ở đây thì mình đang có một cái ứng dụng Zalo, và cái ứng dụng Zalo này thì nó y hệt như cái ứng dụng Zalo mà chúng ta sử dụng bình thường. Tuy nhiên thì đây không phải là cái ứng dụng Zalo, và khi mà mình bấm vào cái ứng dụng Zalo thì ngay lập tức cái camera trước của mình đã được kích hoạt, và nó sẽ tự động nó chụp hình cái người mà bấm vào cái điện thoại của chúng ta đó, và cái hình này nó sẽ tự động nó lưu vào trong cái phần album ảnh này. Đây, mình sẽ vào cái phần album ảnh cho các bạn xem. Đó, đây chính là cái hình mà cái điện thoại của mình vừa chụp được ở trong phần album ảnh khi mà mình bấm vào cái ứng dụng Zalo. Và để làm được giống mình thì các bạn sẽ làm như sau. Đây. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hiển thị lại cái ứng dụng Zalo, mình sẽ nhấn xóa cái phần này đi. Đó, cái này không phải là ứng dụng Zalo, và mình sẽ đưa lại cái ứng dụng Zalo ra ngoài màn hình. Đây, mình sẽ đưa lại cái ứng dụng Zalo ra ngoài màn hình. Đó, mình sẽ đưa lại cái ứng dụng Zalo ra ngoài màn hình như này, và đây chính là cái ứng dụng Zalo thật của mình. Đấy, và để chứng minh thì mình sẽ kích hoạt cái ứng dụng Zalo cho các bạn xem. Đây chính là cái ứng dụng Zalo thật của mình, và bây giờ thì mình muốn ấn cái ứng dụng Zalo này đi và mình sẽ thay thế vào một cái ứng dụng Zalo mới. Đấy, thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ nhấn giữ vào màn hình điện thoại, sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần là xóa ứng dụng. Tiếp theo thì mình sẽ chọn vào cái phần đó là xóa khỏi màn hình chính, mình nhấn vào đây. Đó, thì ngay lập tức là cái ứng dụng Zalo của mình sẽ được xóa khỏi màn hình chính. Đấy, bây giờ mình vuốt màn hình chính thì cái ứng dụng Zalo của mình không còn nữa. Đó, và khi mà mình vuốt vào cái phần này thì nó vẫn xuất hiện ở đây. Đó, và bao giờ mà mình muốn đưa ra thì mình sẽ nhấn giữ và mình đưa ra màn hình chính. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ mở cái ứng dụng phím tắt lên. Mình sẽ mở cái ứng dụng phím tắt lên, và mình sẽ chọn một cái phím tắt mới bằng cách là mình xóa cái phần cũ đi, mình xóa đi. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở đây thì chúng ta chọn vào phần phím tắt mới. Đó, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là thêm tác vụ này. Rồi, các bạn chọn vào phần tìm kiếm, các bạn gõ cho mình cái từ là chụp ảnh này. Đó, các bạn chọn vào. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ đổi là camera bằng mặt trước sang camera mặt sau nha. Các bạn sẽ đổi là mặt sau sang mặt trước. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là hiển thị góc nhìn camera, các bạn tắt cái phần này đi. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho nó là lưu tự động vào trong album ảnh luôn, các bạn chọn vào. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ Y này. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần nó là thêm vào màn hình chính. Ở đây thì các bạn sẽ đổi tên cho nó thành Zalo nhé. Đó, các bạn muốn ấn ứng dụng nào thì các bạn sẽ đổi tên cho nó giống cái ứng dụng đó. Mình sẽ đổi thành Zalo, và bây giờ mình sẽ đổi luôn cái hình nền. Đó, thì cái hình nền này các bạn tải trên mạng thôi, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn nhấn vào phần chọn này. Rồi, ok. Như vậy là mình nhấn vào phần thêm này, mình nhấn vào phần xong. Đó, như vậy là mình đã có một cái ứng dụng Zalo y hệt như cái ứng dụng Zalo lúc ban đầu. Tuy nhiên thì cái ứng dụng Zalo này nó được hình thành từ cái ứng dụng phím tắt nha, và nó không phải là cái ứng dụng Zalo thật của chúng ta. Và mỗi khi mà chúng ta cho mượn máy thì cái người khác họ muốn mở cái ứng dụng Zalo của chúng ta lên, họ phải bấm vào như này. Đó, thì ngay lập tức cái camera trước của điện thoại iPhone của chúng ta nó sẽ tự động nó kích hoạt, và nó sẽ chụp ảnh cái khuôn mặt của cái người mà bấm vào cái ứng dụng của chúng ta. Đó, và bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn mở cái ứng dụng Zalo thật thì chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng Zalo thật, sau đó chúng ta sẽ thêm vào màn hình chính. Rồi, và video của mình thì xin đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.